Reading deliberately. Với cách đọc thông thường thì người ta sẽ không đọc 3 lần một trang sách nào đâu. Nhưng mà tại vì mình đang đọc để mục đích là mình quen với cách hành văn cũng như là học cái từ vựng mới và những cái phrase thú vị thì mình mới đọc theo cách đó ha. Và mình đọc chậm, kỹ, từ tốn để mà mình có thể nhớ được cái tình tiết, và có khi là mình sẽ ứng dụng nó được trong cái đời sống hàng ngày theo một cái thói quen luôn ha. Thì chúng ta sẽ đọc mỗi ngày thì đối với lại những bạn mà khá đó thì có thể là mình sẽ đọc 10 trang sách một ngày cũng được, nhưng mà 3 trang thì mình nghĩ là dành cho những cái bạn mới bắt đầu thực tập và trong cái khoảng thời gian là tạo lập thói quen trong 21 ngày thì sẽ là có 3 trang như vậy ha. Mấy bạn thì có thể là nếu mà thích thì có thể là đọc nhiều trang hơn càng tốt, nhưng mà mình sẽ cần phải đọc kỹ và thẩm thấu những cái nội dung mà mình tìm thấy được trong sách á, thì mình nghĩ là 3 trang nó là một cái giới hạn vừa đủ để mà mình có thể kiên nhẫn và thực tập lâu dài. Rồi, cũng như mình đã chia sẻ những cái bài trước thì lý do mà mình đọc 3 lần cho mỗi trang sách thì nó cũng đã được liệt kê ở đây ha. Mình đọc thứ nhất là để mình nắm cái tổng quan của cái câu chuyện. Cái thứ hai là mình sẽ nhờ Google hoặc là từ điển trợ giúp những cái từ mà mình chưa có biết. Và cái thứ ba là mình đọc lại để mà mình xem coi là mình thấu hiểu cái nội dung đó khoảng tầm bao nhiêu phần trăm. Tự mình nhận định thôi. August, Thursday. I love my family and own, but I don't need to spend 24 hours a day with them, 7 days a week. And that's exactly the way it's been around here lately. It's not just me who's getting tired of this either. We're all going a little nuts. And if things don't change soon, I think we're gonna go off the deep end. Mom says we've been cooped up for too long and we just need a holiday. But what we really need is a holiday from each other. That's not gonna happen anytime soon, though, because we don't have any money. And the reason we don't is kind of a long story. We've been living in Grandma's basement for 2 months, and I don't know how much longer we can keep going like this. Mom says that one day we'll look back on this time and smile, but she's not the one who has to share a futon with Roderick every night. The crazy thing is, Grandma's got plenty of room in her house, so I don't understand why our whole family has to stay in her basement. When we first got there, I could dip on the guest room, but Grandma said it was already taken. I don't think Grandma's too thrilled we're living with her, because whenever her friends come over, she asks us to stay out of sight. Okay, now the second time, let's check the vocabulary together and clarify the meaning of each pages. We are going a little nuts. A little nuts. Go a little nuts. We are going a little nuts. Là hơi phiền nản nản chán chán đó nha. We're gonna go off the deep end. Gonna nó là cái viết tắt của going to. We are going to go á, nhưng mà mình đọc nhanh thường là nó sẽ là cái này là văn nói. We are gonna go off the deep end. Mình là chịu đựng hết nổi rồi đó, quá sức chịu đựng luôn rồi đó. Deep end. Và Mom says we've been cooped up for too long. Là bị nuôi nhốt, bị giam cầm, bị
trong một cái không gian hẹp, chật hẹp quá lâu ha. Cupboard, cupboard, cupboard. Giống vậy nè, giống cái hình này nè ha. Nó rất là ức chế, bức bối. Ok, rồi basement. Mình đi trung tâm thương mại thì mình sẽ biết được là cái basement là cái gì ha, cái tầng hầm đúng không? Thường là những cái gia đình mà ở châu Âu thì họ hay có tầng hầm để mà con cái họ có thể là chơi nhạc, chơi trống gì đó, nó không có làm phiền hàng xóm. Hoặc là để mà họ có một cái không gian riêng, yên tĩnh để họ làm việc những cái việc gì đó, nghiên cứu khoa học hay là phòng đọc sách, coi phim. Hoặc là nó chỉ đơn thuần là cái khu vực để giặt đồ, rửa chén chẳng hạn. We've been living in grandma's basement for 2 months. Okay. Có lý do gì đó mà gia đình của Rex phải ở với bà là tới 2 tháng nay ha. Lại mưa nữa rồi. Mỗi lần mưa là nó cứ lào xào vậy, chứ không phải là do cái tai nghe của mình có vấn đề nữa nha. Mọi người đừng có lo. Rồi đây là cái khu vực basement. Nó nằm ở dưới đất ha. Cái khu vực nào, cái tầng nào mà nó nằm ở dưới mặt đất thì nó là basement. Như cái trung tâm thương mại Vincom của Sài Gòn nè, thì nó có tới 6 tầng ở dưới đất lận. Rồi, I don't know how much longer we can keep going like this. How much longer là còn bao lâu nữa thì, how much longer, còn bao lâu nữa thì ai đó sẽ gọi cho tôi. How much longer he will call me. How much longer I can get out of this situation. Còn bao lâu nữa thì tôi mới thoát khỏi cái tình cảnh này đây. Ok. Là khi mà mình chờ đợi thì mình sẽ nói là how much longer, và mình nói về cái nội dung mà mình đang chờ đợi phía sau ha. How much longer she will come. Còn bao lâu nữa thì cổ mới tới vậy trời. Đó, vậy đó. Rồi, Fulton. Cái Fulton nó là giống như một cái nệm vậy đó. Nhưng mà nó là một cái nệm trải dưới sàn ha. Đang là sống tạm ở nhà của bà, nên là đồ đạc trang thiết bị thì nó sẽ không đầy đủ tiện nghi. Nên là hai cái thằng bé anh em nó phải ngủ chung với nhau ở trên một cái nệm trải dưới sàn này. Rồi có thể là mình có chăn rồi gối thêm nữa. Nhưng mà nó sẽ không có khung giường, nó sẽ trải trực tiếp dưới nệm luôn. Ok, grandma got plenty of room. Plenty, nó sử dụng chung với lại, nó cũng giống như nghĩa là a lot of, là có rất nhiều ha. Nhưng mà plenty thì nó dễ mà là nhiều, mà nó nhiều vừa phải thôi. Còn a lot of là nó hơi hớp tí xíu. Plenty of, theo sau nó là một danh từ. Plenty of books, plenty of rooms, plenty of things. Right. I can dip on the guest room, but grandma said it was already taken. Right. Con dip on nó có nghĩa là cái nghĩa mà slang word á, cái nghĩa mà bình thường á, thì nó có thể là nó có nghĩa là chọn ha, giống như là trong mấy cái người này thì chọn cái bạn màu xanh lá, giống như là chỉ định ra đó. Còn cái nghĩa mà slang word, cái nghĩa mà gọi là dân giả đó, con dip zone, thì nó có nghĩa là tôi xí nha, tôi xí cái phòng này nha ha. Rack á, nói là khi mà tụi tôi mới tới nhà của bà là tôi xí cái phòng đó rồi, nhưng mà không có được. Con dip zone, xí, con dip zone something ha. Sau con dip zone nó cũng là một cái danh từ nào đó. I con dip zone him, tôi xí ảnh rồi. Bạn không có được chọn ảnh vô cái member của bạn đâu. Ảnh là người của team tui. Rồi, thrill. Thrill là không có quá phấn khởi, không có quá gọi là vui mừng về cái sự có mặt của tụi tui đâu. I don't think grandma's too thrilled we're living with her. Gọi là không, 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 không,
không có welcome lắm đâu ha, không có chào đón lắm đâu. Rồi, because whenever her friends come over, okay, come over, qua đây, sang đây với tôi nè, rủ rê đi qua, come over, come là đi đúng không, đi đến đâu đó, over là qua phía này ha, come over. Stay out of sight là mình sẽ trốn đi, tránh khỏi cái tầm mắt của ai ha, thì nó là nó cũng có nghĩa là hide hoặc là stay out of sight là ở một cái chỗ mà ngoài cái tầm nhìn của người khác ha. Cái tầm nhìn là sight, stay out of là ở ngoài cái tầm nhìn đó. Okay, the third time. August, Thursday. I love my family and all, but I don't need to spend 24 hours a day with them, 7 days a week, and that's exactly the way it's been around here lately. It's not just me who getting tired of this, either. We are going a little nuts, and if things don't change soon, I think we're gonna go off the deep end. Mom says we've been cooped up for too long, and we just need a holiday. But what we really need is a holiday from each other. The question is, what did Rick think his family need a holiday from each other? Because they have been together and coupled for too long. That's not gonna happen anytime soon, though, because we don't have any money, and the reason we don't is a kind of long story. We've been living in grandma's basement for 2 months, and I don't know how much longer we can keep going like this. Mom says that one day we'll look back on this time and smile, but she's not the one who has to share a futon with Roderick every night. Look at the image at page 2. Can you guess the reason why they have no money and have to live in grandma's basement? The house was damaged by accident and needed to be repaired. Trong cái câu này thì một số học viên của mình họ rất là sáng tạo. Họ nhìn thấy là ở cái nhà này hình như nó không bị hư hỏng nha, nó bị ngân hàng tới cào nhà, phá nhà. Tại vì ý là nói là cái nhà này nó bị phá sản, nên là sẽ bị ngân hàng tới phá nhà, sang bằng nhà đi lấy lại. Họ bị bankrupt ha, họ bị phá sản nên là họ phải dọn tới nhà của Rama để mà sống. Và cái lý do mà cái bạn học viên nó tin chắc chắn là họ bị phá sản chứ không phải nhà bị tai nạn bị hư á, là tại vì á nếu như mà có tai nạn thì họ sẽ có bảo hiểm tai nạn và họ có thể là lấy cái tiền đó để mà họ thuê một cái căn nhà khác chứ đâu cần phải sống chật hẹp với nhà của bà để làm gì ha, tù tốn khó chịu vậy để làm gì, đúng không? Đó là cái cách trả lời và cách giải thích của một cái người rất là từng trải ha. Nhưng mà thật hư của cái câu chuyện này như thế nào thì mình sẽ tìm hiểu thêm sau. The crazy thing is grandma's got plenty of room in her house, so I don't understand why our whole family has to stay in her basement. When we first got here, I called dibs on the guest room, but grandma said it was already taken. I don't think grandma's too thrilled we're living with her, because whenever her friends come over, she asks us to stay out of sight. The question are, what did Greg call dibs on when they first got grandma's house? And according to you, how does grandma feel when Greg's family come and stay with her? Craig condepts on the guest room when she first got grandma's house. She is in the welcome mood.
in the unwelcome mood. Alright, get plenty of room manner. Tại sao mà nó không có số nhiều? Ha, tại sao không phải là plenty of rooms mà là plenty of room? Tại vì á, cái rooms là phòng đúng không? Là đếm được. Nhưng mà cái không gian thì nó không đếm được. Ha, nó có rất là nhiều khoảng không. Plenty of room. Thì cái room nó nghĩa là khoảng không, chứ nó không hẳn có nghĩa là phòng ốc ha. How many scores do you create for yourself? Hope you enjoy this and see you later.